Anh ơi, anh build đội hình bằng 75 vàng đi anh. Mong anh làm ạ. Build đội hình bằng 75 vàng là scout thẻ trắng à? Chơi luôn thẻ vàng đi các bạn. Scout thẻ 500 vàng. Hôm nay thì mình sẽ build đội hình scout 100.000 vàng ở thẻ Legendary đi. Để xem là sau khi build xong sẽ có những cầu thủ nào và đội hình có ngon hay không. Rồi, thì đây là con đặc trắng của chúng ta. Hiện tại thì mình đang còn Mesut Ozil và Lucas Hernandez này các bạn. Hôm nọ thì mình có build đội hình mở 20 cái thẻ Agen Legendary, nhưng mà ra đội hình rất là cùi nên là mình đã bán luôn rồi. Chỉ còn để lại hai con hàng hiếm này thôi. Thì hôm nay mình đang còn 100.000 vàng, một số vàng rất lớn. Và cũng có rất nhiều bạn hỏi là làm sao cày được nhiều vàng như vậy. Thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách cày vàng vô hạn ở bản DLS23 này rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể click vào đường link ở trên này để xem nhé. Mình chỉ cày vàng theo những cách như vậy thôi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau build một đội hình scout thẻ Agen Legendary. Mỗi một lần scout là hết 500 vàng này các bạn. Khá là sót đấy. Chúng ta bắt đầu scout nào. Để xem là sau khi build xong đội hình 100.000 vàng sẽ được một đội hình như thế nào. Và hết bao nhiêu vàng thì được một đội hình ngon các bạn nhá. Đầu tiên chúng ta được một thẻ trắng và một thẻ xanh. Tiếp theo chúng ta có Sergio Busquets đây rồi. Busquets thì cũng không phải là quá ngon, nhưng mà phát đồ ra mà chúng ta không mua. Mình chỉ sợ là nó sẽ liên tục theo mình cho đến lúc scout hết 100.000 vàng luôn quá. Nên là mình sẽ mua luôn các bạn nhá. Trước đó thì mình cũng đã làm video scout 100.000 vàng và 150.000 vàng ở bản DLS21 và DLS22 rồi. Thì khi đó có một cầu thủ mà mình không mua thì nó sẽ xuất hiện liên tục ở các lần sau đó. Tiếp theo chúng ta có Bernardo Silva các bạn nhá. Một AM được tăng chỉ số lên 83. Không thích lắm nhưng mà mình vẫn mua vào đây. Do là chỉ số cũng rất cao. Tăng lên 83. Bạn nào thích chỉ số cao thì cứ mua Bernardo Silva thôi. Ok, tiếp đến chúng ta có con hàng trung vệ cực ngon Koulibaly. Được tăng chỉ số lên 83. Quá tuyệt vời. Mình đã mua xong. Đây rồi. Tiếp đến là một tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid các bạn nhá. Cũng được tăng chỉ số lên 83. Tất nhiên là mình sẽ mua ngay rồi. Đây là các cầu thủ mình vừa mua. Busquets, Silva, Toni Kroos và Koulibaly. Đó. Chúng ta sẽ tiếp tục bán bớt cầu thủ để lấy slot nhá. Và chúng ta lại tiếp tục scout. Giờ hai cầu thủ trắng rồi. Đây rồi. Tiếp theo chúng ta có Neymar. Chỉ số 84. Một con hàng rất là hot. Hôm sau thì mình sẽ nâng cấp max Neymar để cho các bạn xem nhé. Neymar ở bản 23. Tiếp đến là chúng ta có Rodri. Chỉ số chỉ có 82. Cũng ngon, nhưng mà thôi mình sẽ bỏ qua nhé. Alisson 85. Đã xuất hiện rồi. Mua luôn. Chỉ số của GK cao nhất game này các bạn. Tiếp tục là hai cầu thủ trắng. Karim Benzema quá ngon, tân của bóng vàng, mua luôn. Tiền đạo cũng rất là chất lượng. Ra Marco Verratti bóng vàng. Rồi là hai cầu thủ trắng. Là hai cầu thủ xanh. Và Carrasco. Đây rồi, Kevin De Bruyne. Chỉ số 86 cũng quá ngon. Tất nhiên là phải ký hợp đồng ngay thôi. Còn hàng quá chất lượng. Lại ra hai cầu thủ trắng rồi. Tiếp tục ra hai cầu thủ trắng. Và đây rồi, quá ngon, hai cầu thủ vàng luôn. Đó là Lionel Messi. Sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng sắp tới. Đến 99% là như vậy rồi. Còn đây là Vinicius. Tăng chỉ số lên 84. Cũng rất ngon nhá. Đó, mình đã mua xong. Đây là các cầu thủ mình vừa mua. Alisson, Kevin De Bruyne, Vinicius. Đó, nhìn đội hình đã rất là ngon rồi đấy. Và chúng ta đang còn 66.000 vàng nữa. Chúng ta tiếp tục nào. Rồi, phó chủ tịch Kylian Mbappe đã ra luôn rồi. Ta sẽ mua luôn.
Edison. Không mua nhá. Hai cầu thủ trắng. Đây, Sterling. Và thêm 3 cú to. Chỉ số 84. Mình có mua luôn các bạn nhá. Mình sẽ dùng hai cầu cả Alisson và số 3 cú to trong đội hình. Cũng làm ra hai cầu thủ trắng. Sốc thật các bạn. Tiếp tục ra Edison rồi các bạn ơi. Và các bạn có thể thấy mà chúng ta không mua thì kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện. Đây rồi, có là hot Cristiano Ronaldo. Chắc chắn là mình sẽ mua rồi. Mặc áo số 6. Số 7 trước đó là của Kylian Mbappe mất rồi. Còn Carrasco thì chúng ta sẽ bỏ qua nhá. Ronaldo hiện tại đã chuyển sang áo rồi. Và sắp tới thì cũng có thể sẽ bị xóa khỏi game. Nên là chúng ta hãy săn ngay nhá. Còn hàng sạch. Đây rồi, tân binh của chúng ta, Robert Lewandowski. Chỉ số 85, cũng cực kỳ ngon luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ mua ngay. Cứ nhìn thấy chỉ số cao là thích rồi các bạn. Đó, tiếp tục là Edison. Chúng ta mà không mua thì sẽ xuất hiện liên tục luôn. Sẽ có một hai con bị dính như vậy nhé. Nếu như các bạn sẽ cao nhiều. Harry Kane cũng rất ngon. Nhưng mà mình không mua nhá. Đây rồi, Luka Modric. Chúng ta đang còn thiếu tiền vệ thôi. Và hậu vệ nữa. Mong ngay. Tiếp tục. Đó, lại ra Harry Kane các bạn ơi. Kiểu này lại dính Harry Kane với Edison rồi. Đây rồi, tiếp tục Edison. Đó. Nhưng mà mình sẽ mua Hoàng Minh Sơn các bạn nhá. Là một người con của châu Á thì chắc chắn là mình phải mua ngay sau Đăng Minh. Quá ngon, được tăng lên 83. Chúng ta bị Harry Kane. Đó, và tiếp tục Harry Kane các bạn ơi. Vừa nói xong, Harry Kane và Edison ám các bạn. Kéo gì cũng sẽ dính nếu như mà chúng ta không mua. Và có con hàng Trent Alexander-Arnold. Chỉ số 83 mình sẽ mua ngay nhá. Một con hàng hậu vệ cánh phải. Sơ sơ là cũng đã đủ đội hình rồi các bạn. À, vẫn là còn thiếu một hậu vệ nữa. Một hậu vệ cánh trái. Còn đội hình tiền vệ chúng ta cũng đã đủ, tiền đạo thì đã thừa rồi. Chúng ta sẽ ra tìm nốt một hậu vệ cánh trái nữa nhá. Và Paulo Dybala. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn, đúng là cầu được ước thấy. Giao Cancelo. Ở bản 2 thì là hậu vệ cánh phải. Nhưng bản 3 thì sang hậu vệ cánh trái rồi. Nói chung là đá cánh nào cũng được thôi các bạn. Đây là giao Cancelo của chúng ta. Như vậy là chúng ta đang còn 30.000 vàng. Và đã build được một đội hình cực kỳ ngon rồi. Đã đầy đủ hết từ tiền đạo, tiền vệ đến hậu vệ và GK. Những con hàng gần như là chất lượng nhất ở trong game rồi. Hàng tiền đạo chúng ta sẽ để Ronaldo vào đây. Robert Lewandowski. Rồi mình sẽ cho anh Si lên sát cánh cùng anh Rô đi. Hai anh mình. Mình sẽ lên để bắt đầu trải nghiệm nhá. Đội hình đã quá ngon rồi. Hàng hậu vệ của chúng ta chỉ còn thiếu Van Dijk thôi. Van Dijk mà đã cặp cùng Koulibaly thành một bức tượng thép luôn rồi. Và như vậy là mình đã vừa scout và vừa mua hai cầu thủ có sẵn trong đội hình. Hiện giờ thì mình đang có 20 cầu thủ. Tức là mình cũng mua hết 18 cầu thủ luôn. Rơi vào đâu đó cũng tầm 30.000 vàng. Và mình đang còn lại 30.000 vàng nữa là 60. Như vậy là chúng ta scout hết 40.000 vàng để có được một đội hình như thế này. Đó, các bạn có thể bỏ ra một số vàng như vậy để sở hữu một đội hình như thế này không? Mình nghĩ chắc chắn là không nên nhá. Cái này mình làm video thì mình mới sở cao như thế này thôi. Còn nếu như các bạn có vàng như vậy thì chúng ta nên bán để tự tìm cầu thủ. Sẽ tiết kiệm vàng hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái đội hình mà chúng ta sở cao ra được đấy nhá. Đối thủ chúng ta là Việt Nam. Rồi, vậy trận đấu bắt đầu. Mình sẽ ra bóng trước. Rồi mình ra sân trang phục. Áo sọc xanh trắng. Đội bạn là áo vàng và quần đen. Luka Modric. Alexander Arnold. Arnold được tăng lên chỉ số 83, mình cũng hơi bất ngờ. Mình nghĩ là sẽ bị giảm xuống tầm 81 hoặc 80 thôi. Vinicius Junior. Ronaldo. Dứt điểm. Dứt điểm hơi nhẹ.
Được rồi. Xin vào. Kiểm tra cánh cho. Xin được rồi. Rất may. Thì cũng chuyển vào. Cũng không đúng địa chỉ. Alisson của mình đã bắt gọn trái bóng rồi. Alisson được ăn nổ. Chuyển một trận cho Ronaldo. Hậu vệ vừa rồi là bị hớ các bạn ơi. Messi không vào. Thì rất điểm trúng thủ môn của đội bạn. Vừa rồi hậu vệ đội bạn bị hớ nên là để bóng trôi qua các bạn. Một tình huống hơi buồn cười. Luka Modric. Lionel Messi. Không thể đi đâu được. Chuyển bóng sai của Ronaldo. Mesut Ozil. Messi. Không thể dứt điểm được. Một pha xoay sở hơi chậm của Ronaldo. Kevin De Bruyne. Son Heung-min. Đây là Nunez. Bóng vào hơi non. Cancelo. Nunez. Nunez mất bóng rồi. Nunez cầm bóng hơi lâu. Nunez đang quá tự tin vào khả năng cầm bóng của mình rồi. Messi. Bóng vẫn không đến được vị trí của Ronaldo. Vẫn hơi non. Và như vậy là hiệp 1 đã kết thúc. Tình huống đáng chú ý duy nhất là pha dứt điểm rất nhẹ của Ronaldo và trúng vị trí của GK đội bạn. Hiệp 2 bắt đầu. Khá nguy hiểm. Đây là Kevin De Bruyne. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm khá nguy hiểm luôn. Nhưng mà bóng đi ra ngoài. Và có nhiều bạn hỏi mình về cách kéo hậu vệ về gần thủ môn khi mà ra bóng lên như thế này. Chúng ta cứ nhấn vào hình quả bóng nhé. Bên cạnh cái hình camera ở trên chỗ bảng tỷ số. Như thế chúng ta sẽ kéo hậu vệ về gần thủ môn. Đối với những tình huống bóng chết nha các bạn. Đây là Cristiano Ronaldo đối mặt rồi. Và tỷ số là 1-0 của chúng ta. Rất nhanh chóng. Sau hiệp 1 hoàn toàn bế tắc thì ngay đầu hiệp 2 chúng ta đã có bàn thắng khai tông thế bế tắc rồi. Toni Kroos. Rất hay, đây là Kevin De Bruyne. Đây là Messi, Ronaldo. Thì bóng đập nhà của Ronaldo và Messi. Không thành công rồi. Ý tưởng là rất tốt. Koulibaly. Trên Alexander Arnold. Đấy rồi, đây là Lionel Messi. Dứt điểm. Và tỷ số là 2-0 của chúng ta. Vẫn là một pha phối hợp giữa Ronaldo và Messi. Như các bạn có thể thấy là trong những trận đấu mình đá, tiền vệ gần như là không có một pha dứt điểm nào về không thành của đối thủ luôn. Thì chết rồi, đội bạn có một tình huống full A rồi. Và như vậy là tỷ số là 1-2. Bạn này full A, full C cũng khá là tốt đấy các bạn. Không phải là lên án cái gì nhưng mà những bạn đá kiểu này cũng phải có kỹ năng, chứ không phải là bấm bừa đâu các bạn. Phải có kỹ năng để bấm. Phải có tầm nhìn quan sát và phải có cái cỡ tay chuẩn. Thì bấm full A, full C cũng mới chuẩn được. Bóng cũng mới đến được vị trí mà chúng ta mong muốn. Thế nhiều bạn nói bấm bừa thì chắc chắn là không được đâu các bạn. Đấy rồi. Đấy mà rất hay. Rất đẹp. Và tỷ số là 3-1 cho chúng ta. Đó. Rất là nhanh chóng. Các bạn full A hay full C thì cũng phải có kỹ năng chứ không thể nào bấm bừa được. Và lại tiếp tục rồi, nút nét. Lần này thì mình đã bắt được rồi. Ôi, rất là đáng tiếc. Và Lacazette. Lacazette đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Rất là bất ngờ. Một tình huống những tưởng là mình đã cắt được bóng rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc là chúng ta lại bị Lacazette ập vào. Trong một tình huống rất là lộn xộn. Nói chung là cũng không thể nào đúng ở những tình huống như vậy. Bắt được cũng rất đơn giản thôi các bạn. Thì vấn đề là chúng ta thích chơi hay không thôi. Vinicius. Luka Modric. Neymar. Dứt điểm. Và tỷ số là 4-2 chúng ta.
Neymar dứt điểm cực kỳ là quyết đoán và gọn gàng. Bàn thắng định đoạt trận đấu luôn rồi. Phút 90. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Chúng ta giành chiến thắng nhẹ nhàng, tỷ số là 4-2. Đó. Một đội hình cực kỳ ngon. Khi mà chúng ta đá thì cũng rất là ngon. Và như vậy là mình đã scout 100.000 vàng thẻ Legendary để build đội hình cực kỳ ngon. Nhưng mà không scout hết 100.000 vàng đâu các bạn. Chúng ta vừa scout và vừa mua cầu thủ 18 cầu thủ, chỉ hết 70.000 vàng thôi các bạn nhá. Đó, một đội hình cực kỳ ngon. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình bằng đăng ký kênh và tham gia group mình đã để dưới phần mô tả của video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.